Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình tối hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta nói về địa ngục. Ở trong Phật giáo và tất cả các tôn giáo khác thì thường thường cũng nói về địa ngục. Nhưng trước hết thì ở đây chúng ta nói ở trong một cái bộ sách mà nó rất nổi tiếng ở Tây Phương, đó là cái tập sách gọi là Thần Khúc. Nghe cái tên cũng rất là lạ, Thần Khúc của Dante. Cái bộ sách này nó rất lớn, nó to mà nó xô xe như vậy, bóp nó cũng mấy ký, 2-3 ký. Một sách của Dante này nói về địa ngục, thì chúng ta nghe cái này là cái cách nói địa ngục của Dante ở Tây Phương như thế nào. Một là địa ngục, cái văn này nó rất hay và nó cũng rõ ràng. Đây là gọi là khúc một, khúc mở đầu Thần Khúc. Dante thấy mình lọt trong rừng tối. Dante là cái tên của cái cuốn sách này, nhân vật. Thấy mình lọt trong rừng tối, ba con dã thú chặn đường. Viếng Zilo xuất hiện, dẫn Dante du hành sang thế giới bên kia, là đi vào cái thế giới nghĩa là mà không có hiện thực như bây giờ. Đến nửa đường đời, tôi thấy mình lạc trong rừng tối, lạc mất đường chính đạo. Ôi, nói sao cho biết bao điều cay đắng. Rừng quang vô hiểm trở tập trung, chỉ nhớ lại đã xiết bao điều kinh hãi. Chúng ta nhớ rằng cái Thần Khúc này nó rất nổi tiếng ở châu Âu và gần như trên thế giới, người ta đều dịch cái bộ Dante này, bộ Thần Khúc này. Chỉ nhớ lại đã xiết bao điều kinh hãi, cay đắng sau cái chết cũng không bằng.